Chào anh em, hôm nay anh Bắc lại tiếp tục ra một video mới để gửi tới cho anh em nào đam mê về cái bộ môn bài lá. Đấy, ở những video trước tôi gửi tới cho anh em rất nhiều về những mẫu loại bài như là về môn bài lá bịp. Đấy thì ở video ngày hôm nay anh em nào mà trong thời gian vừa qua thua tha, anh em hãy cố gắng là xem hết video này để anh em cảm nhận cái độ chính xác để anh em đưa một anh em vào bờ cách an toàn. Đấy. Thì ở clip ngày hôm nay là tôi muốn giới thiệu tới cho anh em một mẫu sản phẩm, đó là chiếc kính áp tròng nhìn xuyên lá bài. Đấy, đây là chiếc kính áp tròng nhìn xuyên lá bài mà tôi muốn gửi tới cho anh em. Đấy, khi anh em đi chơi này, anh em chỉ cần lấy chiếc kính áp tròng này ra, anh em đeo thẳng chiếc kính áp tròng này vào con người của anh em. Chiếc kính áp tròng này tôi đã làm trùng với màu mắt, trùng với màu con người của anh em. Đấy này, anh em yên tâm, khi anh em đi chơi, anh em có ngồi đối diện, đối phương không thể nào phát hiện được ra anh em đang sử dụng chiếc kính áp tròng. Đặc điểm của cái chiếc kính áp tròng này là anh em đeo vào rất là êm, không bị đau mắt, không bị đỏ mắt và đặc biệt là không bị chảy nước mắt anh em nhá. Đấy, còn không thể thiếu là những cái mẫu loại bài. Anh em chơi mẫu loại bài gì, anh em chỉ cần chụp ảnh đúng mẫu loại bài đó và gửi qua Zalo. Zalo của tôi là 0974724905 anh em nhá. Anh em cứ chụp ảnh gửi qua Zalo, tôi sẽ lấy đúng mẫu loại bài đó làm cho anh em nhanh nhất và sớm nhất trong ngày anh em có hàng chơi nha anh em nhá. Đấy, và tôi đi vào tôi thử cho anh em về cái độ chuẩn xác của chiếc kính áp tròng này này. Khi anh em đi chơi này, anh em nhìn được mắt thường này, anh em không thể nào đây là loại bài gì đúng không? Đấy, đối phương sẽ nhìn đây là một bài rất là bình thường. Đấy, nhìn này, anh em nhìn được mắt thường này, anh nhìn được mắt thường không thể nào mà phát hiện ra. Còn khi mà anh em đeo chiếc kính áp tròng này vào này, khi anh em đi chơi, anh em đeo chiếc kính áp tròng này vào này, đấy, anh em có thể nhìn được phân biệt đây là những con lá gì. Đây là con 6 này anh em này. Đấy, đây con 6, phân biệt được cả chất luôn cho anh em nhé. Đây là con tiếp tục này, đây là con 7 này, con 7 rô này anh em này. Đấy, anh em thấy phân biệt được cả chất luôn cho anh em. Đấy, anh em cứ đến tận nhà tôi sẽ hướng dẫn cho anh em, nếu anh em không đến được tôi sẽ hướng dẫn qua điện thoại cho anh em. Bài này rất dễ chơi, giá cả rất là phải chăng. Đấy, đây là con 5 này, con 5 cơ này anh em này, con 5 cơ này. Đấy, anh em thấy chưa? Còn khi mà anh em bỏ chiếc kính áp tròng này ra này, con đây là con 2 này. Đấy, đây là con 2 này. Đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Anh em bỏ ra này, anh em bỏ kính áp tròng này ra. Đấy, coi như là anh em không nhìn thấy gì. Chỉ một mình em biết là anh em đang sử dụng chiếc kính áp tròng anh em nhé. Đấy. Đấy, thì vừa rồi anh em đã cảm nhận được cái độ chính xác và nhìn cái độ rõ nét của cái chiếc kính áp tròng này. Anh em nào mà ưng mà thiện chí mua hàng, anh em cứ điện thẳng cho tôi. 0974724905. Nhà tôi có rất nhiều đồ, sóc đĩa bịp, bài lá. Anh em nào có thiện chí mua đồ, anh em điện cho tôi, tôi tư vấn cho anh em 24/24. Đấy, nhà tôi thì có hai cơ sở, một là bến xe Mỹ Đình, hai là bến xe miền Đông. Đấy, anh em nào cũng đến đâu anh em điện thẳng cho tôi. Đấy, anh em xem video, anh em đăng ký kênh, ở những video tiếp theo tôi sẽ làm video mới, sẽ báo về qua điện thoại cho anh em và qua mấy anh em sẽ là những người đầu tiên biết về những mẫu sản phẩm đó của chúng tôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip.